Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn đòn đỡ ngoài vào Suto DOC. Đó, phân tích kỹ về đòn này để những người mới học chúng ta có thể học theo được. Bắt đầu. Bấm tạm chân. Bây giờ chúng ta đứng ở vị này, chúng ta đưa chân trái ra sau, tấn Zen Shuochi. Chân nào ở trên thì tay đấy thủ ở trên. Tay còn lại thẳng về trước giống như đòn đấm Zakuzuki. Sẽ khi mà cái tay trên xuống chạm gần chạm với tay dưới thì chúng ta đỡ và tay dưới rút về, hai cái này để làm cùng một nhịp đó. Khi mình phân tích như vậy cho dễ hiểu, chứ không phải chúng ta đỡ như này chúng ta làm cái này đâu, mà hai tay này chúng ta làm cùng một nhịp đó, hai cái cùng một nhịp. Hai tay này chúng ta nhớ là cùng một nhịp. Đầu tiên chúng ta tập nhẹ nhàng, chúng ta tập nhẹ nhàng, sau đó thì chúng ta tập mạnh hơn, có lực. Đòn này như thế này, phải vào đây. Khi mà đối phương đấm thẳng vào mình, khi mà đứng như thế này, đối phương tiến đấm, lần đầu tiên tôi không đỡ để chúng ta nhìn thấy được đấm vào đâu. À, đối phương đấm vào đây, nếu mà chúng ta không đỡ là chúng ta bị dính đòn. Đó, lần thứ hai chúng ta đỡ. Đó, ta đỡ ra. Khi đỡ, thì chúng ta phải cái tay của mình phải đỡ được cái tay của đối phương, và cái nắm đấm của mình phải sang cái vai bên này thì chúng ta mới đỡ được. Chứ nếu mà chúng ta đỡ vào cách như này, chúng ta đỡ cái này thì vào đâu, chúng ta đỡ cái này thì đối phương nó vẫn đấm lọt vào, không có tác dụng gì hết, cho nên chúng ta phải đỡ sang một bên. Đó, bây giờ làm nhanh. Thực hiện một đòn thấp. Chúng ta có thể trỏ vào sườn hoặc chúng ta có thể trỏ vào quai hàm, nhưng mà thường trỏ vào đây thì nó tiện hơn, hoặc là chúng ta đỡ cái. Chúng ta đưa cái tay lên trên quai hàm của nó luôn. Đó. Thì khi mà ta đưa lên đây rồi, chúng ta có thể dùng chân này ta quét chân của đối phương. Đó. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn xong cái đòn đỡ ngoài vào nhẹ nhàng cho đến mạnh, cho đến tác dụng của nó để làm gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.